Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Như clip hôm qua mình nói thì hôm nay mình đi về nhà mình sẽ bắt hai con cá này. Một con cá rô phi với một con cá nàng hai, cá thác lác ấy. Ban đầu mình định xin một cái con cá thác lác à, nhưng mà có mấy bạn kêu mình nuôi thêm cái con cá rô phi này luôn đi. Thì mình mới xin con cá rô phi này luôn rồi đó. Có mấy bạn nói mình mới để ý cái con cá rô phi này nó đã lắm mấy bạn. Cái tai bơi nó dài nhặn à. Mấy bạn nói mấy cái con cá rô phi này có con lên tai bơi, có con thì không. Nên là cái con này tai bơi nó dài lắm, nên là nuôi cảnh cũng rất là đẹp ấy. Thôi, giờ mình sẽ bắt hai con cá này bỏ bọc rồi dọn về nhà nha mọi người. Hiện giờ ngoài mình đang bắt mấy con cá nè mọi người. Lấy cái gỗ vớt lên. Rồi bắt thôi. Đây nè, đây nè. Đây, sau lưng mình không có gỗ. Không có bụng gì lắm. 2 kg là tại vì bây giờ nó bị suy dinh dưỡng á. Không có luôn. Rồi, dính. Nhô mạnh. Thôi, khỏi thật ơi, thật ơi. Khỏi thật ơi. Rồi, dính nè. Còn con gu phi rồi sao? Dũng Phi cũng không ngon nữa. Ờ, lấy cây ra cũng được nữa. Rồi giờ cầm đây. Cho nó quay hồi đi. Để nghe cho nó mệt hồi chứ. Giờ nó dễ dàng cái là chết luôn á. Nặng không? Thu cá này hả? Ôi! Giật mình. Bỏ vô đây nè. Để không nó nhảy ra ngoài. Quá trời dễ rồi. Nói là 4 kg nhưng mà cân lại là 2 kg. 4 kg với nước nữa. Nếu mà cân nước luôn là 4 kg. Lấm. Bánh ra. Đây. Dạ. Rồi, lấm. Gỡ có không? Nhỏ. Rồi còn con cá rô nữa. Còn con nữa. Phong vô bắt không? Không, nhảy vô bắt. Quậy vô bắt mấy hậu thêm mới được chứ. Nhảy vô bắt vô thứ đi. Lúc đầu à. Xả lớn vậy xả ra mà. Xả tắt luôn. Thua. Cô bay xuống luôn thật. Xuống luôn cú bắt. Tắt đi thật. Cái gô phi nó dạn lắm mà sao. Cái gô phi này bự ra. Bay xuống đó. Này lên YouTube luôn không? Đâu 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 kêu ta đăng ký like clip đâu vậy? Phong Phong nói rồi à. Nói mọi người đăng ký với like clip giúp mình với nói rồi à. trời ngã trời này cá tư tượng bự lắm, bự hơn cái hồ này nữa, phải xây bự ra nó mới đủ cho cái con nó bơi. Sao không ăn chạy? Không. Cá gì không ăn? Ăn phụ. Rồi, vụt rồi. Nguyên cá rô phi chạy. Ê, nó đây nè. Phải mới. Cái chét dính luôn. Bay xuống luôn trời. Không ăn đâu. Nó bẹo bay. Chơi hai gỗ luôn rồi. Dí lại. Bây giờ ông Tư bỏ cho gỗ nó kìa đây. Rồi, bắt cái gỗ ra. Thôi ông ơi. Bắt cái gỗ ra. Không có nào. Đẩy cái đất này mất rồi. Đó, phải không? Rồi. Cô lại dễ lắm. Rồi, vô ta. Em chuyện đi lắm à. Cái gỗ này nó giải chuyện lắm. Vô nè. Dính. Vô. Không cột lại cái đó lại. Ông Tư bỏ vô cái gỗ này ăn cho nó bơi. Ê. Trời, nó dậy rồi, vậy quá. Coi nó nhỏ bự hay bao. Có 3-4 kg gì đó. Ừ. Nào, ông nói kêu người ta like clip qua trời. Kêu quay. Không. Xa hôi chạy. Giờ cái tâm thì lủng luôn á. Hai cái bọc. Hồi dồn thêm cái nữa mà được. Ây da. Lấy cái tay ấy. Rồi, vô. Đem vô. Ra.
xong rồi đó. Nè quay quay cho nó bự bự cá nè. Rồi. Cũng cái lâu không? Chưa, được mấy cái nút? Một cái nút, 2 3 4 5 cái nút. 6 7 8. 8 cái nút luôn. Nước từ trên này xuống lan lủng lỗ đây nè. Đây là cái bọc lủng sẵn. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Mình mới vừa đi ngoại về nè mọi người. Mình không có thể nào mà quay cặn kẽ cái quá trình mà mình đem hai con cá này về cho mọi người xem được. Tại vì thời gian cũng gấp rút á. Mình sợ nó thiếu oxy nó mắc. Rồi cái mình dông về nhà luôn. Rồi khi nào về tới nhà rồi cái mình mới quay cho mọi người xem nè. Ngoài lấy hai con cá, một con cá thác lát này dưới một con cá goofy á, thì bên đây mình có lấy thêm thức ăn dưới máy oxy nữa. Là bây giờ mình có oxy cho cá rồi đó. Nhưng mà không biết để đâu đây. Để đây á, treo dây điện xuống thì trời mưa nó giọt cái nó bị điện giật đó mọi người, nên là mình cũng chưa biết nữa, để từ từ mình tính lại sau nha. Còn con cá này đi đường xa về mình mẩy nó chạy chỗ hết trơn rồi, không biết mình nuôi dưỡng lại vài ngày nó có hết không nữa hay là nó tiêu luôn. Đây đây nè, chạy chỗ mà máu me ra luôn ấy. Chắc cái con cá goofy này nó đâm chứ đâu, nãy mình đem con cá goofy này lên nó đâm lủng bọc này luôn á, xì nước dài ướt nhẹp cái mình của thằng em mình luôn. Mình chạy ngoài đường về nên là nước này nó cũng nóng nè. Nhưng mà nước ở nhà mình nó thì nó lạnh lắm. Nên là mình phải để đây mình ngâm một hồi cho cái nhiệt độ nó cân bằng mình mới thả ra được. Mình là thường mình ẩu mấy cái chỗ mà mua cá về lắm. Mình cứ thả vô luôn à. Nhưng mà lần này mình phải kỹ chứ không thôi là nó mắc á. Này sinh của ngoại mà. Chắc lát nữa mình thả con goofy với con cá thác lát cá đàn hai này vô cái lô này nuôi chung với con cá lau kiến với hai con cá lóc mọi người. Còn mấy con cá gô cá sạc nhỏ nhỏ này mình thả vô cái hồ con gùa này đi. Mà trời này nắng quá nè. Kệ đi, nắng chơi nắng luôn. Để khoảng 5-10 phút gì đó thì nhiệt độ hai bên này nó cũng bằng nhau mọi người. Mình gờ mình thấy nó bằng nhau rồi nè. Thích nghi với nhiệt độ thì bây giờ mình cho nó thích nghi với cái nguồn nước nha mọi người. Đấy, mình đổ nước nhà mình vô cái bọc này nè. Đó, đổ lai gai gì đi. Chút mình 5-10 phút mình sẽ đổ 1-2 lần gì. Từ từ cho nó quen với cái nguồn nước rồi mình mới thả ra được. Chứ không hồi lạ nguồn nước thả nó ra cái nó nhảy đạch nó ngấm luôn à. Rồi bây giờ cứ để cho nó làm quen một hồi đi. Bây giờ mình có cái này cho mọi người xem nữa nè. Khi đi ngoại về thì mình có cái này gắt chi là buồn luôn mọi người. Con cá la hán mình đâu mất tiêu rồi. Cái mình nhìn xuống dưới cái hũ cá bảy màu của mình, cái gặp con cá la hán trong đây nè. Mình có hỏi nội á, thì nội thấy buổi tối nội đi tiểu á, cái nội thấy nó nhảy đạch ra đất, cái nội bắt nội bỏ vô đây luôn, cái nó làm hai con cá blue tobat của mình mắc luôn rồi. Hên là không bỏ vô đây, kệ đi, trong cái gửi có cái mai mà, mắc hai con cá bảy màu bù lại mình còn con cá la hán chịu view hết mọi người. Vài bữa mình sẽ mua một cặp blue tobat ghi bông bù lại. Còn bây giờ thì bắt con cá la hán này bỏ lại chỗ cũ đi. Trời ơi, uổng hàng cá đó hết sức á. Cá mái mang bầu sắp đẻ rồi. Mà thôi, tiêu luôn. Chén thì chứ. Bỏ vô lại nè. Đấy. Mình thấy từ nãy giờ cũng lâu rồi. Đến lúc mà mình thả hàng cá này ra được rồi đấy. Thả nó ra ở đây để cho nó làm quen với cái nước này một lát đi. Rồi mình thả nó vô cái lô sau. Bây giờ con cá này khó quá ta. Đấy, tới con cá goofy nè. Cá goofy này có gai mọi người, sợ nó đâm con cá này dữ dằn luôn ấy. Thôi. Để đi. Để cho hai con cá này nó thích nghi một hồi đi. Còn bây giờ thì mình tát nước này ra nha mọi người. Tát nước ra rồi thả hai con cá mới bắt về vô. Trời chưa nắng là phải đổi cái nón này vô, để hôm nó đèn xì luôn ạ. Rồi đó mọi người, từ nãy giờ mình tát nước ra xong đó, mình bắt mấy con cá bự bự như mấy con cá rô bự bự nè, với mấy con cá lóc bự, với cá lau kiến nữa, mình sẽ nuôi chung với hai con cá này. Còn mấy con cá nhỏ nhỏ như thế này á, cá sặc, mấy con cá sặc, cá gô non á thì mình thả chung với cái con gùa nữa nha. Đó, cái hồ con gùa này quá trời cá luôn rồi. Đấy. Cái con cá lau kiến cho bò nè, để mình bỏ vô đây trước đi. Mấy con cá kia để sau, hồi nước ngập một tí rồi mình để con mấy con cá kia vô sau nha. Bây giờ mình sẽ bắt con cá này thả vô luôn nha mọi người. Trời. Ủa. Bự lắm ấy. Rồi nhảy cá lóc ra ngoài. Để anh hỏi đi.
đây nè, bự lắm ấy, nhưng mà nó bị chì chỗ hết trơn rồi, không biết dưỡng lại có được không đây. Đấy, thả mày vô. Ôi trời, nó bự gần lép cái lu luôn ấy. Bây giờ tới cá goofy nha. Này, cá goofy này cũng bự lắm á. Đây nè, thả vô. Ui, giật mình. Rồi tới mấy con cá này. Mấy cá này thì đổ vô cái mọt nha mọi người. Rồi, xong. Bây giờ để lụm cá lóc này vô nữa nè. Cá lóc này nhảy ghê thiệt ấy. Ây da, trời trời, xém chưa. Rồi, bỏ vô. Đấy. Sao con cá này nó cứ nổi nổi vậy ta? Chắc nước này còn thấp so với nó không mọi người. Để hồi nước lớn mình bơm vô sau nha. Chứ bây giờ nước cạn quá. Rồi thôi, mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Để mình làm cái máy oxy cho cái này nữa. Hiện giờ thì cái clip này cũng dài, kết thúc rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái máy oxy cho cái này. Rồi clip sau mình đăng cho mọi người xem sao nha.